Số 4 cho mi chết này, anh em nhìn này. Toàn luôn. Đếm 5, 4, 3, 2, 1 này. Heo. 2, 3, heo. Heo rõ ràng rồi. Sao chạy được. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhá. Còn các bạn muốn mua ạc ở trên page của mình ở trên Facebook thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch của mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn. Và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số lên màn hình của mình nhá. Rồi số 4 đi luôn. Vừa nói xong ạ. Rồi này chắc trốn giờ. Buzzit. Cứu. Help. Rồi xong. Okay. Họ có một thằng. Để số nó bắn gì đấy. Số 4. Số 4 quá, cứu người đã. Đây này. Tư này nó đẩy. Safe here. Save me. Ông cứu đi, số 3 đang me đến mà. Không cứu, cứu thì cứu đi, nữa. Tôi ở trên, tôi ở trên tầng, tôi bắn cho được. Đây tôi thấy nó. Mẹ, đéo cứu, đứng tên. Tao chịu đấy. Chứ game đồng đội nóc thì chạy lại cứu liền như này mà. Hello. Mẹ. Game bắn đéo bắn, cứu. Ok. Mấy nó yếu này. Bắn tôi. Watch out. Nó bắn đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình đi solo rồi các bạn nhé. Vâng, thì đi trà trộn nó bị ít kill quá nhỉ bạn. Thế là thôi, mình đi solo rồi quán luôn. Ui, thôi bay muộn rồi. Đây, có súng ngay và luôn này.
trước sau thì đều có hết, nhưng mà mình sẽ bắn thằng gần trước nhá. Đây gần đây bên trên này. Úi giời, tự dưng chui cái đầu lên cho nó bắn. Cái đồng đội thằng. Nó phải sấy được đấy. Nhưng mà thôi. Bom lên cho nó chắc cú này. Ui. Vai trưởng đứng ngoài nhìn vào. Đứng im thôi nha em ạ. Mình không ra chắc nó đứng bên ngoài nó kê kê mình. Nó đứng im đi, nó đợi mình lại kê cửa sổ nữa là nó bắn đấy. Để mình đầy máu mình đẩy luôn này. Dân chơi không sợ mưa rơi. Hụt mất rồi. Đây có quả Molotov cocktail này. Đốt bạn luôn. Này thì sấy, sấy nữa đi. Sấy nữa đi. Rồi, đi luôn cả đôi. Vâng, đổi thông 2 mỗi anh em ạ. Mình xem có cái đồ gì. M4 này. Cũng được phết đấy. Dạo này mình bị ốm các bạn ạ. Không biết là các bạn nghe giọng mình nó có thay đổi nhiều không. Úi giời, ném một bom mít rồi. Không sao, còn quả lửa này. Hai quả luôn. Lại đốt. Lại cháy. Nóc chưa? Rồi, lại bị nóc. Trước mặt mình có người hay sao anh em ạ? Nhưng mà mình hết quả để ném rồi. Đây, có quả nết. Ồ, hình như có thằng vào cứu này. Bên góc này thì phải. Ô kìa. Nó lụm hết cả hai rồi. Đùa nhau mãi mới bắn được một kiểu. À nhầm, mãi mới đốt được một mạng. Thế nào nó lại ăn mất cả hai luôn á. Cay thực sự. Thì đâu mà vội mà vàng bạn ơi. Còn con boss nữa. Ui nhiều đồ vãi trường luôn. Mình sẽ xếp gạch đi. Xếp ra lốt tí đồ. Mình thấy đồ rất là nhiều anh em ạ. Đồ ngay trước mặt này không mút thì nó hơi phí đấy. Lô ra với ốp anh em ạ. Cái thằng còn lại nó ngồi kê rồi anh em ạ. Mình bó tay đấy. Đối với mấy cái thằng ngồi kê này chắc là mình sẽ lút xong rồi mình đi thôi. Chứ chạy đóng ngóng không biết nó đâu dễ bị chết lắm. Thế còn đúng mỗi thằng. Bọn kia nó đi hết rồi. Thằng kia đứng lại kê mình chắc tính làm gì mình đấy anh em ạ. Mình chạy một vòng không nghe thấy tiếng chân nào cả. Rồi mình chạy bên ngoài nha, mình không check phòng, mình sợ lắm. Tầm này mà đi check phòng thì có mà đọc tim anh em ạ. Mình kiếm mấy ít đạn để mình lát mình ghép ra con xe để mình chạy vào bo. Khi mà các bạn muốn ghép ra xe thì ghép bom với lại bom đạn. Tức là bom gì cũng được và đạn gì cũng được. Kìa, có người anh em ạ. Có xe bày sẵn luôn. Khá là hấp dẫn. Sau khi mà clear được thì chúng ta lại có xe mới để đi. Ok. Học trắng này tính làm gì đây? Có một thằng nó ném bom mình như sao ấy nhá bạn. Đây, lấp ló cửa sổ này. Hở đít này. Nó lại ném bom hay sao nhá bạn. Không biết nó ném cái gì. Cứ thập thò thôi. Thập thò này. Phá xe mình hả? Tầm này chắc mình sẽ bay sang đi. Bay lên tầng 3. Hợp lý này, nó sẽ cứu ở dưới tầng 1.
Đây, ngay dưới phòng này. Rồi. Trời ơi, đồng đội nóc bên dưới thì không cứu đi, lại còn nằm ở đây. Ô, có người này. Vãi xoài ạ. Đâu ra chui vào đây. Sao nghe tiếng súng nữa nhỉ ạ? Mấy ông này chơi hay chơi kiểu đứng im ấy nhau ạ. Cứ đứng im thôi, chả phát lên tiếng chân. Cứ đợi mình đi qua là còn phơm ạ. Chịu luôn đấy. Trong nhà này có người nhau ạ. Ôi dồi ôi, đứng bên ngoài này là mình cứ tưởng đứng trong nhà thôi. Mình thấy ở đây tứ phía đều khều váo này. Không đứng được anh em ạ, lướt thôi. Mình sẽ ra khu nhà này bắn bọn trên đồi đi. Trên đồi nó khều mình anh em ạ. Đây, đang đứng trên đồi này. Giật hết cả mình ạ. Vãi xoài, bắn lén mà không trúng viên nào. Ảo thật đấy. Giật hết cả mình. Đùa nhau. Tự dưng dưới khu nhà này có một thằng nhỉ. Mình không để ý luôn đấy. Ô, trên đồi ngồi im cho gạt này. Buồn vậy. Chắc đồng đội ở xa rồi. Có xe công đến này. Ok, cái viền này cao thế nhở. Đáp quả bom xuống thì hết nước chấm này. Nó chạy sang phải một tí rồi này. Ok. Sao lại ta nghe hết pin? Hách cả nồi. Thôi, toang rồi. Chả nghe cái gì rồi. Thôi, đừng cất tai nghe bắn chay vậy. Bây giờ thấy có gì thì bắn cái đấy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Đèn thế nhở. Nó ok. Ngay lên bên trên này. Có người đúng không? Ồ, ném cả lửa. Nóc này. Đẩy thôi. Bực cả mình thực sự. Đang chơi hết pin thế này. Mình bắn bằng AirPods các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang rút tai nghe ra, mình găm vào trong cái hộp xem nó có hồi được tí pin nào không, thì mình rút ra mình bắn bọc cuối. À đâu, bọc cuối rồi. Nhưng mà cho nó sạc lên một tí mình vẫn có thể nghe tiếp được ấy. Chắc chắn là bạn nó trên này. Nằm im rồi anh em ạ, đảm bảo luôn. Chơi kiểu gì ấy, đồng đội chết thì nằm im là như nào. Góc này khá là ok đấy. Đây, bạn nó đi bo này. Chạy làm sao được. Mình đi lên cố tình cho nó bắn ở đấy nhưng nó không bắn mình. Vãi trưởng thật. Con xe kia hình như nó tí nữa nó cán được mình như sao ấy nhỉ. Thế mà mình không nghe thấy gì ấy.
chơi lo ngoài mà. Bực cả mình. Vãi trưởng, mình nghe thấy tiếng xe gần lắm ý. Thế đích nào? May vẫn né được. Để mình xem AirPod nó kết nối lại được không. Vẫn không thể sạc pin được lên em ạ. Nó có được một tí à. Găm nó được một tí nó không có lên. Găm vào không nghe gì ạ. Như kiểu tai nghe bị hư ý. Chảy kiểu gì. Đây. Nghe bắn nhau trước mặt này. Thế luôn kiểu game FPS quan trọng bởi đôi tai không nghe là khó bắn lắm anh em ạ. Kiểu mình không thể biết được nó đang ở đâu ấy. Mình chỉ nghe được. Đây. Chạy đi đâu bạn ơi. Mình chỉ nghe được cái loáng thoáng là lờ mờ lắm. Chứ còn mình có tai nghe mình sẽ nghe chuẩn hơn là nó đang ở đâu ấy. Khi mà nó áp sát mình. Thôi chết rồi. 1v4 rồi. Tầm này nghe không rõ nữa thì đúng rồi. Gia nhập hội người mù ơi. Nó đẩy gần mình rồi sao nhỉ? Ủa? Xong thấy. Ui, vãi cả nồi. Vãi cả bộ cỏ ạ. À. Không nghe gì mà cầm sóc căn áp sát mình. Cay thế nhỉ? Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.